trong những sự kiện đa phương như Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 hay Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều đã có những bài phát biểu quan trọng cũng như đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề toàn cầu như vaccine phòng COVID-19, phục hồi sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho thế giới. Thế giới chưa thể an toàn khi còn có bất cứ người dân hay quốc gia nào chưa an toàn trước đại dịch. Để sớm đẩy lùi COVID-19, cần tăng cường hợp tác và đoàn kết trên tinh thần trách nhiệm và chia sẻ. Mục đích phát triển kinh tế xã hội, xét đến cùng, phải vì con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đây là yếu tố nền tảng mang tính quyết định đối với sự phát triển bền vững. Tại các cuộc hội đàm với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế cũng như lãnh đạo doanh nghiệp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ luôn khẳng định sẽ nỗ lực cùng các nước và cộng đồng doanh nghiệp duy trì chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu, kêu gọi các nhà đầu tư giữ vững niềm tin vào Việt Nam. Bên cạnh ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngoại giao vaccine đã trở thành một ưu tiên quan trọng trong tất cả các cuộc hội đàm, tiếp xúc, các bài phát biểu trong các chuyến công du của các lãnh đạo Việt Nam. Đây là nỗ lực nhằm tiếp cận nguồn lực song phương và đa phương, tranh thủ được sự ủng hộ của thế giới, phục vụ cho việc phòng chống dịch cũng như phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Hợp tác vaccine và phòng chống COVID-19 cũng là vấn đề xuyên suốt được đề cập trong các cuộc hội đàm, tiếp xúc trong khuôn khổ các chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu. Các chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, hợp tác giữa Việt Nam và các nước đối tác quan trọng này. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở hiện nay đang trở thành một cái địa bàn chiến lược hết sức quan trọng của các nước lớn trên thế giới. Các hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua cho thấy Việt Nam là một thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và đang trên đường thực hiện thắng lợi đường lối ngoại giao của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vừa mới đề ra. We'll be right back.